Mika Ayu, Sobai, Indri Sari, Maya Kunia, Sotam, Arilia Rasma Sivia, và đặc biệt là số 10 Manganang Aprila. Vận động viên libero của đội Indonesia là số 16 Ulandari Dewi. Huấn luyện viên trưởng đội Indonesia là ông Iskandar Rudi. Bây giờ sẽ là đội xuất phát của đội Nagasaki. Soai Haishida Hikari, số 4 Terao Chirio, số 5 Suemotori, số 6 Yokota Natsuki, số 7 Masio Ami, số 10 Nakao Natsumi, số 11 Libero Higashi Mamiko. Huấn luyện viên trưởng của đội Nhật Bản ông Nagata Tatsuya. Trận đấu đầu tiên đội Nagasaki Nhật Bản phát bóng trước. Các đội bóng Nhật Bản sang tham dự VTB Cup bao giờ cũng để lại dấu ấn rất tốt đẹp với những người mộ bóng chuyền Việt Nam. Trận đấu đầu tiên đã bắt đầu. Điểm đầu tiên cho đội tuyển Indonesia 1-0. Thêm một điểm nữa cho đội Indonesia. Tiếp tục là quả phát bóng của số 1 Beta Yolana. Đội bóng rất mạnh và đội bóng của Manganang. Và phát bóng thứ hai khi Manganang có bóng để kết thúc. Chủ công số 10 của đội tuyển Indonesia đã không thực hiện pha đập bóng mạnh, mà thay vào đó là một pha gõ bóng lỏng để ghi điểm. Thêm một điểm nữa cho đội tuyển Indonesia. Tiếp tục là pha đá bóng của Manganang và vẫn có thêm một điểm nữa cho đội tuyển Indonesia. Manganang với cái tên đầy đủ là Manganang Aspilia và Santini. Vận động viên này sinh năm 1992 và có chiều cao 1m70. Đó là những thống kê từ phía đội bóng chuyền Việt Nam gửi tới chúng tôi. Các cầu thủ Nagasaki Nhật Bản vẫn chưa có được điểm đầu tiên ở set đấu thứ nhất. Cũng 1-0 tốt. Lỗi chuyền bóng do quả đấm bước 1 không được tốt, vì vậy mà cây chuyền 2 của Nagasaki đã cố gắng di chuyển để thực hiện động tác chuyền 2, nhưng ngay lập tức thì vận động viên này đã bị bắt lỗi dính bóng. Manganang vẫn chưa có được điểm nào. 7-0.
hai đội tạm dừng hội ý kỹ thuật lần thứ nhất trong set đấu đầu tiên với 8 điểm liên tiếp dành cho đội tuyển Indonesia. Và phối hợp đánh long ngắn không thành công ở vị trí số 3 của các cầu thủ Nagasaki Nhật Bản. Điểm liên tiếp dành cho đội tuyển Indonesia. Vừa rồi thì các cầu thủ Nagasaki Nhật Bản đã có được cơ hội tấn công nhưng họ là kết thúc ra ngoài 9-0. Chưa được. Rất tiếc là pha kết thúc là ra ngoài. Từ khâu đỡ bước 1 đến động tác chuyền 2 và cách chạy chiến thuật cũng khá tốt của đội trẻ Nagasaki. Nhưng tiếc là họ lại đưa bóng ra ngoài sân. Bị lỡ nhịp khi vào đà. Khả năng phán đoán điểm rơi của bóng không tốt đã khiến cho số 10 Natsuko Natsumi bị lỡ nhịp vào đà. Lần đối ý này thuộc về các cầu thủ Nagasaki Nhật Bản. Tiếp tục là quả phát bóng của Beta Yolana. Phòng thủ tốt. Vẫn chưa thể ghi được điểm đầu tiên. Công thì bóng trong sân. Bản đang cố gắng triển khai nhiều những phương án tấn công nhưng tốc độ của họ chậm, vì vậy mà đã dễ dàng giúp cho hàng chắn Indonesia ở trên lưới vô hiệu hóa được và đoán được ý đồ tấn công của đội Nagasaki Nhật Bản. 13-0. Vẫn chưa có được điểm nào. Giờ mới là điểm đầu tiên cho đội Nagasaki Nhật Bản sau khi bóng chạm tay trắng đội Indonesia ra ngoài.
sau khi có được 2 điểm, bây giờ thì đội Nagasaki đã để cho Indonesia giành lại được quyền phát bóng. 15-2. Quá nhiều sức lực, Indonesia đang tạo ra cách biệt điểm quá lớn trước các cầu thủ Nagasaki Nhật Bản. Vừa rồi là lần hội ý kỹ thuật thứ hai của xét đấu thứ nhất, 16-3, quả phát bóng của đội trưởng Mangana. Hàng chắn của Nhật Bản đã không theo kịp trong quả bóng vừa rồi. Tiếp tục là pha đánh hỏng của đội Nagasaki. Chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến trong set đấu thứ hai của đối đầu giữa Nagasaki đến từ Nhật Bản và đội tuyển Indonesia. Một chiến thắng dễ dàng là điều mà Indonesia đã có được ngay trong set đấu thứ nhất với tỷ số cách biệt 25-8. Sự vượt trội đang đến từ chiều cao, lối chơi và kỹ thuật của từng cá nhân bên phía Indonesia. Đó là một pha nhảy phát bóng tấn công tốt. Ngay
thống phòng ngự hàng sau của Nagasaki đã bị bất ngờ. Tiếp tục sẽ là một pha nhảy phát bóng nữa, có lẽ là như vậy, của số 8 Arila Ratchasivya. Nhưng lần này bóng đi ra ngoài, điểm số được cân bằng một đều. Vẫn như thường lệ, một không khí rất vui tươi đang có trên sân. Điều này được tạo ra bởi một phong thái rất tươi vui của những cô gái đến từ Nagasaki. Đó là tỷ số 2-1. Các đội bóng của Nhật Bản đã từng tham dự VTV Cup trong những năm đã qua luôn giành được tình cảm yêu mến của đông đảo người hâm mộ bóng chuyền cả nước. Không có cơ hội để phòng thủ trong tình huống vừa rồi. Một pha đá tổ chức tấn công tốt của Indonesia. Một pha đánh trên chắn. Một tình huống xử lý bóng từ bước 2 tốt đã đánh lừa được toàn bộ hệ thống phòng thủ trên lưới của Nhật Bản trong tình huống vừa rồi. Bóng vẫn trong cuộc. Đó là một điểm số nữa. Nhưng miếng đánh của Nagasaki là vẫn tương đối đơn giản. Và điều này đang khiến cho đội bóng đến từ Nhật Bản đang đánh mất đi những cơ hội có được điểm số. Dù ở những bước phát triển và triển khai tấn công trước đó là rất tốt. Bóng ngoài. Thế nhưng trọng tài chính điều khiển trận đấu đã cho rằng bóng đã chạm hàng chắn của Indonesia. Với tình huống làm chậm này thì đó có lẽ đó là một quyết định chuẩn xác từ phía trọng tài. Tầm chắn của Nagasaki đương nhiên là không cao, bởi đây đang là một trong số những đội bóng có chiều cao trung bình thấp nhất tại giải đấu năm nay. Đánh bóng tốt, đó là một tình huống chọn điểm rơi rất hay của Nagasaki. Cầu thủ đã lập công trong tình huống vừa rồi, đó là vận động viên mang áo số 5 bên phía đội bóng áo trắng, Suemoto Rin. Tỷ số cân bằng 4-4. Không có chiều cao vượt trội, nhưng số 10 bên phía Nagasaki là Nakao Natsumi cũng đã không ngần ngại đưa ra một tình huống nhảy phát bóng tấn công. Nagasaki đang rất nỗ lực ở những thời điểm đầu tiên của set đấu này. Nagasaki đang rất nỗ lực ở những thời điểm đầu tiên của set đấu này để giữ được một thế trận cân bằng. Bước một không tốt. Và đó là một tình huống xử lý bóng không đi qua lưới của số 6 bên phía Nagasaki. Yokota Natsuki đã không nhận được một đường chuyền vừa tầm ở tình huống vừa rồi, khi mà tình huống xử lý bước 1 cũng đã chệch choạc.
đường bóng đang được dồn cho chủ công số 10 Manganang. Manganang chính là cái tên nổi bật nhất đầu tàu của Indonesia trong những năm gần đây. Biệt đang dần được nới rộng và các cô gái của Nagasaki cần phải cắt được chuỗi liên điểm và giảm đi sự hưng phấn của đối phương. Không gặp nhiều khó khăn trong tình huống xử lý bóng vừa rồi. Và dứt điểm cuối cùng là của Tagestika Yoran. Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2016 Tuần Hoa Sen năm nay được tổ chức tại nhà thi đấu đa năng của tỉnh Hà Nam với sức chứa lên tới 7.000 khán giả và đang là một trong những nhà thi đấu có sức chứa lớn nhất của khu vực. Trận đấu được chờ đợi nhất trong ngày thi đấu hôm nay tất nhiên sẽ đến trong trận ra quân của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam. Cuộc đối đầu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam gặp Giang Tô Trung Quốc. Vẫn chưa thể rút ngắn khoảng cách về mặt điểm số khi mà khoảng cách đó vẫn đang là 3 đến 4 điểm. Chúng ta vừa được chứng kiến một pha xử lý rất thông minh của vận động viên mang áo số 8 bên phía Nhật Bản. Đó là Ayaka. Nỗ lực để có điểm. Đó là một tình huống tổ chức tấn công ở vị trí số 3. Không có được sự bất ngờ khi đã bị hàn chắn của đối phương theo sát. Nhưng nỗ lực của vận động viên mang áo số 10 Natsumi có một tình huống xử lý bóng thông minh, xoay cổ tay ở tình huống tiếp xúc bóng cuối cùng. Mỗi một điểm số đối với Nagasaki đều là những nỗ lực rất lớn và rất đáng ghi nhận. Đối thủ của họ đang nhỉnh hơn về kinh nghiệm, về chiều cao và về kỹ năng của mỗi vận động viên và từng vị trí trên sân. Tiếp tục là một cố gắng nữa và lần này với một pha tình huống xử lý biên, Nagasaki cũng đã có thêm một điểm số thứ 10. Tầm đánh và lực đánh của các cô gái bên phía Nagasaki là không thực sự mạnh.
Chính vì vậy mà không gây ra được nhiều áp lực lên hàng chắn của đối phương. Trong khi đó, Sử Công Manganang vẫn đang thi đấu tốt trong màu áo của Indonesia. Sự trẻ trung và năng động là điều mà chúng ta đang được chứng kiến trong lối chơi của Nagasaki. Nhưng chừng đó là chưa đủ để tạo nên bất ngờ trước một Indonesia dày dặn kinh nghiệm và đang khát khao lấy lại được hình ảnh và vị thế của mình, cũng như là cạnh tranh ngôi vị số 2 của bóng chuyền nữ khu vực Đông Nam Á cùng với đội tuyển Việt Nam. Đây chắc chắn sẽ là một cuộc đối đầu rất đáng chờ đợi tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2016 Tôn Hoa Sen năm nay. Trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ diễn ra vào buổi tối ngày 10 tháng 10. Khán giả tại nhà thi đấu Đa Năng, tỉnh Hà Nam đang đông dần hơn khi mà thời gian của buổi lễ khai mạc đã cận kề. Vào lúc 20 giờ tối nay sẽ là thời điểm buổi lễ khai mạc của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2016 Tôn Hoa Sen chính thức diễn ra. Tuy nhiên thì từ thời điểm này cho đến lúc 20 giờ khi mà buổi lễ khai mạc bắt đầu thì chúng tôi cũng sẽ liên tục mang đến cho quý vị và các bạn diễn biến của trận đấu thứ hai giữa đội tuyển Indonesia và Nagasaki, cũng như là những hình ảnh rất ấn tượng của các kỳ VTV Cup đã qua, cũng như là những câu chuyện được kể bằng hình ảnh của chúng tôi dành cho quý vị và các bạn. Và đằng sau buổi lễ khai mạc là trận đấu được chờ đợi nhất sau ngày thi đấu hôm nay, trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và Giang Tô Trung Quốc. Những nỗ lực bám đuổi về mặt tỷ số và những lời khen chúng ta đang cần dành tặng cho những cô gái bé nhỏ bên phía Nagasaki. Không có cơ hội nhiều. Góc đánh là tương đối rộng ở pha dứt điểm vừa rồi và không khó để cho số 9 Sasa Bila Nadita dứt điểm với một tình huống đập bóng chéo sân. Bóng vẫn trong cuộc. Rất thông minh, pha xử lý từ bước 2 của Beta Yolan. Thi đấu Đa Năng của tỉnh Hà Nam là một trong những nhà thi đấu được xây mới với sức chứa lên tới khoảng 7.000 khán giả. Bước một tốt, bóng vẫn trong cuộc. Đáng tiếc ở tình huống vừa rồi, bóng đã đi ra ngoài sân. Một tình huống
mà vận động viên mang áo số 5 bên phía Nagasaki đã khai thác rất tốt khoảng trống ở cuối sân. Chỉ có điều tình huống dứt điểm cuối cùng là hơi mạnh. Đánh chiến thuật tốt, thế nhưng lực đánh là chưa đủ. Cơ hội lần thứ hai cho Nagasaki. Rất khó khăn mới lại được có điểm 14-19. Tình huống dứt điểm cuối cùng là của số 7 Matsuto Ami. Rất thông minh, vẫn chưa thể có điểm. Chắn bóng tốt. Ở lần tổ chức tấn công thứ hai thì hướng đánh là quá lộ, không khó để cho những cô gái bên phía Indonesia tham gia bám chắn ở tình huống vừa rồi. Sau những pha tấn công liên tiếp qua lại thì cuối cùng Nagasaki đã có điểm. Thêm một lần nữa, số 5 bên phía đội bóng áo trắng là Suemoto Rin. Đó là tình huống dứt điểm cuối cùng của vận động viên mang áo số 4, đó là Chihiro. Đánh bóng tốt. Tình huống mà trọng tài chính đã xử lý lỗi bên phía Indonesia. 17-20. Ông Iskandar Rudi đã xin tạm dừng hội ý, tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật dành cho các học trò của mình. Khoảng cách 6 đến 7 điểm mà Indonesia đã từng có trong những thời điểm ở giữa hiệp thi đấu này đã không còn có được ưu thế nhiều nữa, khi mà Nagasaki vừa có được điểm 17 để rút ngắn khoảng cách tỷ số xuống chỉ còn là 3 điểm. Rất mạnh. Nỗ lực rất đáng khen ngợi của Matsuo Ami. Một thế trận rất khác dành cho Nagasaki ở set đấu này. Ở set đấu thứ nhất thì họ đã để cho Indonesia giành được thắng lợi với một thế trận rất chóng vánh và với một tỷ số cách biệt 25-8. Nhưng bây giờ là 19-21. Ở những thời điểm quyết định, Nagasaki đang có được một sự hưng phấn. Chính sự hưng phấn đó cộng với việc các cô gái của đội tuyển Indonesia thi đấu có phần chủ quan và thiếu tập trung
đang giúp cho thế trận và điểm số trở nên cân bằng hơn. Hãy chờ đợi sự bất ngờ đến từ Nagasaki. Rất đáng tiếc ở tình huống vừa rồi, đó lại là một tình huống thực hiện quả phát bóng không tốt. Nagasaki đã tự cắt chuỗi lên điểm của mình với một sai lầm ở tình huống vừa rồi của vận động viên mang áo số 6 Natsuki. Chắn bóng tốt, bóng đá không thể vượt qua được hàng rào chắn ở tình huống xử lý ở vị trí giữa sân của Hikari. Nagasaki đã thành công ở những pha tổ chức tấn công ở vị trí số 3 trước đó, khi tận dụng được khoảng cách và cự ly không thực sự hợp lý trong việc lập hàng rào chắn của Indonesia. Họ đã thành công với những cú đánh xuyên chắn, nhưng ở tình huống vừa rồi thì không. Indonesia đã bắt được bài. Mangkanang đang rất vui ngày hôm nay trước một Nagasaki không phải là một đối thủ quá tầm. Mangkanang đang thể hiện được nhiều và vẫn đang là tay đập chủ lực của Indonesia. Pha xử lý bóng ngắn và khai thác khoảng trống rất thông minh. Đó là tình huống dứt điểm của Nakao Natsumi. Pha xử lý bóng lỏng tay, có ý đồ và nhãn quan chiến thuật quan sát rất nhanh. Đó là điểm quyết định. Điểm quyết định và một cú đánh không thể dễ dàng hơn của Mangkanang. Có lý do để mà nghi ngờ giới tính thật sự của Mangkanang với một thân hình rất to lớn, vạm vỡ. Khán giả đang có mặt tại nhà thi đấu đa năng của tỉnh Hà Nam đang trở nên đông hơn. Không khí cũng sôi động hơn và cũng có rất nhiều những cổ động viên quen thuộc từ các tỉnh lân cận và Hà Nội đã về với Hà Nam trong những ngày này và tiếp lửa cho các cô gái của tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam, cũng như là chứng kiến những cuộc so tài của những đội bóng quốc tế tham dự giải đấu năm nay.
Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của set đấu thứ 3, trận thi đấu thứ 2 của ngày thi đấu đầu tiên tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2016 Tôn Hoa Sen giữa đội bóng Chinjai Gaikuin của tỉnh Nagasaki, Nhật Bản gặp đội Indonesia. Các một set đấu thứ nhất để thua nhanh thì ở set đấu thứ hai, mặc dù vẫn không giành được thắng lợi nhưng rõ ràng là lối chơi của các cầu thủ Nagasaki đã được cải thiện rất nhiều. Họ chơi gắn kết hơn, phòng thủ tốt hơn và tấn công cũng hiệu quả hơn. Vì vậy mà họ đã không còn thụ động như ở set đấu thứ nhất. Các cầu thủ của trường trung học Chinjai Gaikuin tỉnh Nagasaki, Nhật Bản là một trong số hai đội bóng có tuổi đời bình quân trẻ nhất tại giải đấu năm nay cùng với đội tuyển trẻ Trung Quốc. Cả hai đội đều có tuổi bình quân là 16. Điểm cho đội Nagasaki rất tốt, nhưng cơ hội ghi điểm vẫn thuộc về Indonesia. Bóng vẫn trong cuộc, nỗ lực cứu bóng của các cầu thủ Nagasaki và họ đã xứng đáng có điểm trong pha bóng vừa rồi. Chúng ta cùng xem lại pha kết thúc của cầu thủ mang áo số 10 bên phía đội Nagasaki, Nako Natsumi. Gái của đội trường trung học Chinjai Gaikuin của tỉnh Nagasaki có thể hình và mái tóc rất giống nhau. Rất nhiều những đội bóng của Nhật Bản khi thi đấu họ cùng có một mái tóc giống nhau để thể hiện sự đoàn kết, tính gắn kết trong đội bóng. Bởi với bóng chuyền Nhật Bản thì tính kỷ luật và sự đoàn kết là ưu tiên hàng đầu để tạo nên sức mạnh của một đội bóng. Bất cứ đội bóng nào của Nhật Bản, cho dù đó là bóng của trường học hay đội bóng sinh viên và các câu lạc bộ như là tuyển quốc gia, đều mang đến một phong cách thi đấu rất giống nhau. Các vận động viên luôn cho thấy được sự hứng khởi, sự đoàn kết trong lối chơi, một bầu không khí rất vui nhộn trên sân, cho dù họ đang bị dẫn điểm. Cầu thủ luôn hò hét trong từng pha bóng, trong từng tình huống cứu bóng để luôn động viên nhau trên sân. Tại Olympic Rio năm 2016, châu Á có 3 đại diện tham dự là Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Tất nhiên là chỉ có Trung Quốc là đội bóng đủ sức cạnh tranh với các đội bóng của châu và châu Mỹ. Và đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc đã xuất sắc giành được tấm huy chương vàng sau khi vượt qua một loạt những tên tuổi lớn của bóng chuyền thế giới. Với các cô gái của Nhật Bản, Hàn Quốc, cho dù họ không đi sâu nhưng bóng chuyền nữ châu Á vẫn cho thấy được khả năng của mình tại sân chơi lớn như Olympic. Nagasaki đang dẫn trước 5-4. Rất tiếc là phát bóng quá mạnh. Với phát bóng hỏng của Nako Natsumi, ý đồ phát bóng sâu về phía khu sân của Natsumi, nhưng rất tiếc là lực phát bóng lại quá mạnh khiến cho bóng đi ra ngoài rất nhiều. Không được, ý đồ đánh nhanh ở vị trí số 3 không thành công của đội Nagasaki. Bóng chuyền hơi thấp,
Indonesia đã vượt lên dẫn 6-5. Chưa được. Bóng bật nắp lưới và rơi sang phần sân của đội Indonesia. Một pha bóng khiến cho hàng chắn và các cầu thủ phòng thủ hàng sau chỉ phải biết đứng nhìn. Niềm vui của huấn luyện viên đội Nagasaki, ông Nakatuya, sau khi mà các cầu thủ học trò của ông đang chơi khá tốt. Tuya, sau khi mà các cầu thủ học trò của ông đang chơi khá tốt. Quả phát bóng của số 11 bên phía đội tuyển Indonesia. Bắt đầu dừng bóng. Bắt cứ bóng không thành công của số 9 Nadita. Không có ai bám chắn và đó là cơ hội để cho đội trưởng Manganang dễ dàng kết thúc. Ngày mai cũng diễn ra 3 trận đấu của giải bóng truyền nữ quốc tế VTV Cup 2016 Toluna Sen. Đối thủ của đội tuyển Indonesia sẽ là câu lạc bộ Chamburi Thái Lan. Trận đấu diễn ra vào lúc 16 giờ. Trong khi đó thì đội Nagasaki Nhật Bản sẽ gặp đội tuyển Việt Nam trong trận đấu diễn ra vào lúc 20 giờ. Indonesia đang dẫn trước 17. Bung một tốt. Bóng bật tay chắn các cầu thủ Indonesia ra ngoài. Điểm cho đội Nagasaki Nhật Bản. Điểm thuộc về Indonesia.
chạm vào tay đội Nagasaki Nhật Bản ra ngoài. Thời dẫn điểm vẫn đang thuộc về Indonesia. Phát bóng hỏng. Lớp phát bóng hỏng của cầu thủ số 11 Cindy. Của Mangana chắc chắn là Mangana sẽ là mũi tấn công mà đội tuyển Việt Nam cần phải hết sức thận trọng trong lần đối đầu tại VTV Cup năm nay. Số 9 Nadita Ayu phát bóng. Phát bóng tốt và tấn công rất tốt của đội Nagasaki với tình huống kết thúc thuộc về Yokota Natsuki. Đây sẽ là cơ hội cho đội Nagasaki. Đường chuyền hơi khó. Đó là một cơ hội nhưng rất tiếc là cây chuyền hai của đội Nagasaki lại chuyền bóng hơi khó cho đồng đội. Và chuyền bóng sau đầu, bóng đi quá sâu. Bóng đi sâu và bay về phía lưới khiến cho mũi tấn công của đội Nagasaki không có được tình huống kết thúc thuận lợi. Và điểm thuộc về các cầu thủ Indonesia 16-12. Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi trình thuật trực tiếp của Đài Truyền hình Việt Nam. Trận đấu trong khuôn khổ ngày thi đấu thứ nhất của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2016 tuần hoa sen diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Hà Nam giữa hai đội khuôn khổ ngày thi đấu thứ nhất của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2016 tuần hoa sen diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Hà Nam giữa hai đội bóng là đội tuyển Indonesia và đội bóng của trường trung học Chinjai Gakuin tỉnh Nagasaki Nhật Bản. Đang là 16-12, cách biệt là 4 điểm. Đây sẽ là một cơ hội. Đập bóng ra ngoài. Thêm một điểm nữa cho Indonesia, 17-12.
đập bóng chéo sân, nhưng tiếc là bóng này không vào sân và cũng không chạm tay chắn của đội Indonesia. Liên tiếp những cơ hội ghi điểm dành cho Indonesia mà họ đã ghi điểm. Bên đội Nagasaki Nhật Bản xin tạm dừng hội ý. Indonesia đang hướng đến trận thắng 3-0 trước Nagasaki. Ở luật thi đấu bóng chuyền, cách tính điểm của môn bóng chuyền thì những trận thắng 3-0 và 3-1 thì đội thắng sẽ có trọn vẹn 3 điểm. Lưới và rơi xuống phần sân của đội Nagasaki. Ngày mai thì Indonesia sẽ có trận đấu đầy khó khăn trước Chamburi của Thái Lan. Một điểm nữa cho đội Nagasaki, 15-20. Vừa rồi là pha phát bóng tốt của Honda Ayaka. Vẫn còn thêm một cơ hội nữa, xử lý tốt, điểm xứng đáng thuộc về đội Nagasaki Nhật Bản. Chúng ta cùng xem lại pha có bóng lỏng tay khéo của số 10 Nakao Natsumi. Vận động viên số 4 Terao Chihiro và số 8 Honda Ayaka đã khiến cho các cầu thủ Nagasaki vừa rồi đỡ hỏng bước 1. Bóng không qua được hàng chắn đội Indonesia và thêm một điểm nữa, 23-16 cho các cầu thủ Indonesia. Xác định là bóng trong sân, 24-16.
24-16 cho các cầu thủ Indonesia. Điểm quyết định của trận đấu này đang thuộc về đội bóng áo xanh. Họ có cơ hội để kết thúc trận đấu sau 3 set. Rất nhiều cơ hội. Cơ hội để Indonesia kết thúc trận đấu. Chưa được. Thêm một cơ hội nữa dành cho Indonesia. Marganang không được bóng mạnh mà theo đó là một quả bỏ nhỏ, và Marganang đã khép lại trận đấu với phần thắng thuộc về đội Indonesia. Một chiến thắng tương đối dễ dàng sau 3 set, và Indonesia đã giành được chiến thắng để có được 3 điểm giống như Chamburi. Với chiến thắng này thì Indonesia đã bằng điểm với đội Chamburi sau chiến thắng tương đối dễ dàng trước đội bóng của trường trung học Chinjai Gakuin, tỉnh Nagasaki, Nhật Bản.